Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Phi Nhung từng chia sẻ thẳng thắn về cha ruột của con gái mình, cô khẳng định rằng Mạnh Quỳnh chính là cha đẻ của Wendy. Wendy là con của Mạnh Quỳnh, cô bé sở hữu gương mặt. Wendy chính là con của Mạnh Quỳnh vì cô bé sở hữu gương mặt, rất giống bố. Phi Nhung dì dỏm, chia sẻ thêm Phi Nhung cho biết rằng Mạnh Quỳnh vẫn luôn quan tâm và âm thầm chu cấp cho con gái cô. Trong khi đó Mạnh Quỳnh khẳng định rằng anh và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn là tri kỷ. Được biết Mạnh Quỳnh kết hôn vào năm 2004 và hiện tại đã có hai con, ít người biết chính Phi Nhung đã xe duyên cho anh và người vợ hiện tại. Cẩm Diệu, vợ Mạnh Quỳnh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trưởng thành ở Mỹ và không thích nghe thể loại nhạc và các bài hát của chồng. Tuy nhiên, vì tình yêu nên Cẩm Diệu rất thông cảm cho Mạnh Quỳnh, chưa bao giờ khiến chồng phải khó xử vì ghen tuông hay trách móc, ít dành thời gian cho gia đình. Hóa ra, người đàn ông từng bí mật sống chung với nữ ca sĩ Phi Nhung là Mạnh Quỳnh. Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, Phi Nhung chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm, đặc biệt là quãng thời gian sinh sống ở xứ người. Phi Nhung luôn dành cho người tình không bao giờ cười Mạnh Quỳnh những lời ngọt ngào nhất. Có một người đàn ông mà Phi Nhung gọi là người tình không bao giờ cười đã từng bí mật ở chung nhà với nữ ca sĩ suốt một thời gian dài. Người đàn ông này đã chăm sóc Phi Nhung tận tình, từng ly từng tí, chuẩn bị cho nữ ca sĩ những bữa ăn thịnh soạn, chăm sóc mỗi khi giọng ca bông điên điển ốm. Đây là người đàn ông duy nhất có được đặc cách là ở chung với Phi Nhung. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn được Phi Nhung bày tỏ mong muốn được làm vợ vì quá ân cần, quá hoàn hảo. Người đàn ông đã luôn bên Phi Nhung trong suốt hơn một thập kỷ qua. Người được nhắc đến đây không ai khác chính là nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Đây là người đứng sau biến hóa của Phi Nhung đa dạng, giúp nữ ca sĩ trở nên xinh đẹp mỗi khi lên sân khấu. Người tình của Phi Nhung đã từng chứng kiến nhiều vui buồn, biến cố cuộc đời của nữ ca sĩ. Thậm chí có thời điểm giọng ca áo mới Cà Mau tựa như thập tự nhất sinh. Cũng nhờ ở cùng nên cô được người tình cứu kịp thời. Đến nay, Phi Nhung và người đàn ông này vẫn quấn quýt với nhau không rời. Với Phi Nhung thì đây là người tình mà cô nợ ân tình cả đời, không trả hết. Đây cũng là người nắm giữ mọi bí mật của Phi Nhung và đặc biệt là về danh tính người bố của con gái ruột Phi Nhung. Tuy nhiên, người tình của Phi Nhung không bao giờ phản bội nữ ca sĩ, chưa từng để lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới đời tư của Phi Nhung. Liên quan đến tin đồn thất thiệt Phi Nhung qua đời vì COVID-19, một bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội xôn xao trước tin đồn ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị COVID-19. Tuy nhiên, tối muộn cùng ngày, bạn thân hé lộ tình hình sức khỏe của Phi Nhung qua tin nhắn với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi nữ ca sĩ đang nằm điều trị. Theo nội dung tin nhắn từ phía bác sĩ, thì sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn ổn định, không nguy kịch như lời đồn hay gây hoang mang. Trước đó, quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết Phi Nhung đang có những dấu hiệu tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin trên phần nào giúp đồng nghiệp, bạn bè và fan của Phi Nhung cảm thấy yên tâm hơn trước khi tin đồn nữ ca sĩ qua đời vì COVID-19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.